năm tám phẩm trúc lũy lúc bấy giờ trời đế thích bạch phật bạch thế tôn con nói như thế khen ngợi như thế ghi nhận như thế vì thuận theo lời pháp lời luật của như lai ứng tránh đẳng giác đối với pháp tùy pháp sự ghi nhận như thế không điên đảo chăng phật nói này kiểu thi ca ngươi nói như thế khen ngợi như thế ghi nhận như thế là đúng theo lời pháp lời luật của như lai ứng tránh đẳng giác đối với pháp tùy pháp thì sự ghi nhận như thế không điên đảo khi ấy trời đế thích lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, thật hy hữu, các điều mà Đại Đức Thiện Hiện đã nói, đều nương vào không vô tướng vô nguyện, các điều mà Đại Đức Thiện Hiện đã nói, đều nương vào bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, các điều mà Đại Đức Thiện Hiện đã nói đều nương vào bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Các điều mà Đại Đức Thiện Hiện đã nói đều nương vào tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Các điều mà Đại Đức Thiện Hiện đã nói đều nương vào bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa. Các điều mà Đại Đức Thiện Hiện đã nói đều nương vào pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Các điều mà Đại Đức Thiện Hiện đã nói đều nương vào chân như Pháp giới, Pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, Pháp định, Pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ các điều mà đại đức thiện hiện đã nói đều nương vào thánh đế khổ tập diệt đạo các điều mà đại đức thiện hiện đã nói đều nương vào năm loại mắt sáu phép thần thông các điều mà đại đức thiện hiện đã nói đều nương vào tất cả pháp môn đà la ni tất cả pháp môn tam ma địa các điều mà Đại Đức Thiện Hiện đã nói đều nương vào mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Các điều mà Đại Đức Thiện Hiện đã nói đều nương vào pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Các điều mà Đại Đức Thiện Hiện đã nói đều nương vào trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng các điều mà đại đức thiện hiện đã nói đều nương vào tất cả hạnh đại bồ tát các điều mà đại đức thiện hiện đã nói đều nương vào quả vị giác ngộ cao tột của chư phật bấy giờ phật bảo trời đế thích này kiều thi ca cụ thọ thiện hiện vì an trụ pháp không nên quán bố thí ba la mật đa còn chẳng thể nắm bắt được huống là có người hành bố thí ba la mật đa quán tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa còn chẳng thể nắm bắt được huống là có người hành tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa